Ok vậy, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình Lẹo Bựa. Đây bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip về fit row fit, cái series muốn được yêu thích nhất trên kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách của một bạn ở trên YouTube giao cho mình, đó chính là làm con Barracuda này. Và mà không biết hình như bạn ấy kêu mình bật chế độ bao nhiêu ta, bao nhiêu XP để mình ra mình xem thử nha. Ok, mình vừa đã xem lại và bạn ấy nói là không có học bản, không có đề cập tới cái việc mà bật kinh nghiệm, mà bạn chỉ kêu là dùng con Barracuda này bật spam bot lên và sau đó là chơi đến level bao nhiêu thì không biết, nhưng mà đâm một phát tốc độ cao chết luôn con Red White. Bạn chỉ kêu vậy thôi. Ok, chơi luôn, mình đã bật spam bot lên rồi, mình sẽ chơi cái con này. Vô game thôi anh em, let's do it. Hey, những cái thử thách mà bật spam bot lên là mình sợ nhất luôn á. Yeah. Mày nè, chết đi. Thì bạn ấy nói là cái con này có khả năng đặc biệt cũng khá là bá. Khi mà phi với tốc độ cao thì là cái gì, nếu như mà phi với tốc độ cao á thì là sẽ nhân 200%, không, 250% sát thương của mình, có nghĩa là gấp 2,5 lần sát thương của mình. Cho nên là nếu mình đâm một phát mà chết được con Red White đang lên cấp á thì là mình sẽ hoàn thành được thử thách. Nhưng mà mình cũng có thể bị giết bởi cái mặt trắng đấy, bởi con Red White đấy. Khủng lắm anh em ơi, cái con nó khủng lắm, ai biết được nó có ý đồ gì trong đầu. Hay mình đình á, mình đình nó hấp diêm mình lúc nào cũng hay luôn. Ui, blue. Ê, ra khủng lồ. Mày nè. Chết nè. Chết nè. Ui trời ơi, 13. Ui, không phải, 1.3. Phải tèo, nó cắn mình có 1.3 mà tưởng cắn 13 chứ. Chết nè. Con này trâu quá, lên bờ đi. Cầu quá đi. Ơ, cái miếng thịt bay lên trời rồi. Vai, miếng thịt bay lên trời sao ăn. Ơ, lại bay lên trời nữa, what the hell. Mình phải bay lên, mình lấy lại nó mới được. 1, 2, 3. Yeah, mình lấy được con miếng rồi, miếng kia bay lên mất tiêu luôn rồi. Ui dồi ôi, khủng lồ. Ở trong đây mình chỉnh con nào cũng khủng lồ hết trơn á. Mày nè, Pull out. Chết đi. Fuck yeah. Lúc đầu thì bạn ấy không có đề nghị là bật spam bot đâu, nhưng mà mình thấy là nếu mà tắt spam bot đi á thì mình ngồi mình farm lên đến cấp 100 mấy hay 200 gì đó, cái mình bật spam bot ra mình đâm chết bà đó luôn. Thì coi như thử thách nó quá là dễ, cho nên mình muốn thử thách nó khó hơn tí xíu. Đó chính là bật spam bot lên luôn. Mình nghĩ có thể là bạn ấy đang định nói là bật spam bot lên, nhưng mà bạn nó thiếu. Mình nghĩ là vậy. Ôi trời ơi, bự vai. Mình không chơi được với con ở đâu, kinh lắm. Cái con này thì dành cho những anh em nào thích phi tốc độ nhanh thôi chứ. Với lại cái con này lớn cũng khá là nhanh nha. Dù cấp 18 mà nó lớn bằng cả cái màn hình mình luôn rồi. Con lại lên tầm cấp 100 là nó to bằng cả đại dương á. Mình nghĩ là vậy. Mình sẽ thử đi ăn cái con này nha anh em. Từ từ để mình tích lũy cái nội tại cái đã. Từ từ nha, phóng nhanh nè. Phóng nhanh vượt ẩu. Mày nè. Chết đi. Chết quèo luôn chứ sao. Úi, rớt rồi. Cấp lên bờ. Nặng quá, cái bị nghiêng hoài à. Wow. Mà nãy giờ mình vẫn lo ăn mấy con này mà quên để cái con Red White. Red White ơi, mày ở đâu? Red White ơi.
Oh man, thành một đống kia luôn kìa. Mình nghĩ chắc là do con Red White nó làm á. Ui, tôm khổng lồ kìa. Ui dồi ôi, đừng có nói lần này là gặp tôm khổng lồ nữa nha. Ui dồi ôi, thằng nào lại ăn nó đấm chết bà luôn kìa. Ui dồi ôi. Thôi đừng thay em, anh Trang ké một tí xíu ơi. Rồi em té. Thay em đi anh ơi. Thay em đi, em có làm gì đâu. Ở con nó bay vô nó cắn chết mình luôn á, không đi đùa đâu. Con nó khiếp lắm. Con nó khiếp lắm anh em ơi, tốt nhất không nên đụng gì nữa. Ui rồi ôi. Trời ơi, ghê vai. Ghê vai. Con này phi với tốc độ nhanh là cắn nó bị phê. Để mình thử ăn con này không anh em. Thử ăn không, cấp 54 rồi. Khá là to rồi. May nè, 248. Ngụm của tỏi, quách đèo. Mình cắn có bao nhiêu đâu mà nó ngụm của tỏi rồi. Đúng lẹ luôn á. Đúng nhanh luôn á, ngụm của tỏi đúng lẹ luôn. What the hell. Ghê bay. Có nhiều bạn bảo mình chơi con rệp này. Tuy nhiên là cái con rệp này là không chơi được nha anh em. Ở phiên bản mới này á, nó đã cập nhật là cái con đĩa là nó quy định là không có trong cửa hàng rồi. Mà các bạn kêu mình là cái đó là ở phiên bản cũ là phải có con đĩa, và chơi con đĩa xong á, thì mới được chơi cái con gì ta, con rẹp. Nhưng mà bây giờ cái phiên bản cũ mình xóa luôn rồi, hiểu không? Mình tải phiên bản mới mình xóa phiên bản cũ rồi, cho nên là bây giờ là không thể nào mà chơi được con rẹp, cho nên em thông cảm nha, đừng có kêu tôi chơi nữa. Mới chơi cái con đó không có được đâu. Tôi đã lỡ xóa bà cái phiên bản 5 gì 5 chấm gì ta 6.5 rồi, 6.50 phải, không nhớ nữa. 6.50 rồi, cho nên là bây giờ là không thể nào mà chơi được cái con đĩa. Và phải chơi cái quy luật của cái con của cái game này là phải chơi con đĩa thì mới chơi được cái con rẹp. Mình cũng rất muốn chơi con rẹp nhưng mình cuộc đời không cho phép. Mày chưa chết luôn, khỏe vậy? Ơ vẫn chưa chết à? Mày nè mày chưa chết rồi, mày thôi em thôi em biết lỗi rồi, không có bay lên trời nữa đâu, không có vụ bay lên trời đâu. Mày đi cu, yeah, mày đi. Ui rồi ôi, ghê bài. Không biết bây giờ mình ăn được cái con cá mập trắng chưa ta? Bởi vì nãy giờ chắc nó cũng lên cấp khá là cao rồi đó. Để mình đi mình giết nó thử nha anh em. Hay là sao, hay là đợi anh tí nữa. Wow, nuốt được cá vàng khổng lồ luôn. Ui, con khổng lồ. Ui, Red White bự vậy. Mình mới có 1000 mấy máu à, không chơi. Ok, mình sẽ ăn cái con này để lên cấp vậy. Hello cu. Hello cu, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ui, yeah. Yeah, chết ngắt. Quách. Quách. Vãi tèo, tưởng bị lỗi. Rồi level up liên tục. Bạn ấy kêu là một phát chết con Red White luôn. Một phóng á anh em, một phóng á. Mình không nghĩ là bây giờ level này mình chưa ăn, mình chưa thế nào mà một phóng mà chết nó được. Mà bạn nó kêu là phải một phóng chết con Megalodon luôn, chết con Red White luôn. Thì mình nghĩ tầm khoảng cấp 150 thì mình phóng một phát mới chết được cái con quỷ đó. Cái con quỷ nó trâu lắm. Mà bạn ấy kêu một phát chết con quỷ đó thì cũng tầm 150 hoặc 200 á. Mình nghĩ là cấp 200 mình mới ăn nổi nó. Chừng nào sát thương của mình lên nổi 1000 cơ, một phóng 1000 á. Ui, bạn còn kêu là phi với tốc độ cao nữa chứ.
thì lúc đó là mình phải để cái thanh mà stamina của mình á nó thật là đầy, nó thật là đầy luôn, rồi sau đó mình phóng mới là nhanh được. May nè, không biết phóng của mình là bao nhiêu ta, hồi nãy mình không để ý, để mình phóng lại coi. Ok, cái con nó không có gì không này. May là 900 mấy. Wow. Ha, quên mất cái phiên bản này nó cập nhật lại rồi. Những cái con nhỏ thì mình sẽ bị mình gây sát thương nhiều hơn, còn những cái con lớn á thì mình sẽ gây sát thương ít hơn, kiểu gì đó ít hơn. Cho nên là cái con Red White đó mình nghĩ là phóng vô nó thì cũng khoảng 200 hoặc là 100 mấy à, chưa đến nổi 600 đâu. Những con nhỏ thì mình cắn được tầm như đó rồi. Ờ, con tôm cũng lồ rồi. Nếu mình phóng một phát mà chết con tôm cũng lồ này, có nghĩa là một phát con Red White cũng chết. Ui, cái gì vậy? Ui, hai con luôn. Wow. Đùa, hai con sao chơi. Để mình thử nha. 113 rồi, chẳng lẽ không ăn lại nó. Thôi để mình lên cấp đi. Chứ cái cấp này mình không có tự tin cho lắm. Cấp này mình không có tự tin. Ok, lên level up rồi. Rồi bây giờ là đến lúc mà mình sẽ phóng xuống dưới hai con này. Dạ. Chết chưa? Chưa chết. Vậy là một phát chưa chết con này là chưa chết được con Red White đâu. Chưa chết được con Red White đâu anh em. Red White khiếp khủng lắm. Cần phải lên nhiều level hơn nữa. Và bây giờ phải ăn thịt nó. Dạ. Chết đi biết. 1000. Wow, mình cắn nó gì 1000 vậy? Vẫn chưa chết, vẫn chưa nát bét được cái con này. Như là cái con Red White có đâm nó cũng chả chết đâu. Ui, mình bị cái gì vậy? Mình bị cái gì rồi nè? Chắc hẹp quá mà mình dài quá cho nên nó bị vậy. Không biết mình có nên qua kia ăn nóng thịt kia không nữa. Trời ơi, do dữ quá. Bên kia một mớ thịt luôn rồi, anh em cũng nhìn thấy rồi phải không? Mớ thịt luôn, mình qua đó mình ăn là đủ để giết con Red White cũng nên. Chết đi biết. Ui, Red White kìa, vừa nói xong nó nằm một đống lên kia luôn rồi, trời ơi là trời. Vãi, cứ tưởng đi đâu vậy, ngờ nó nằm một đống nè. Tầm này phải cấp 200 mới chơi lại cái con quỷ đó. Ôi trời ơi, cái thử thách này hơi bị khó rồi nha. Hơi khó rồi đó, hơi khó rồi đó. Không biết mình có xem thiếu cái quy định thử thách của bạn ấy không, hay là sao ta? Chứ mình thấy mà mình bật 300% kinh nghiệm vậy thấy nó gì dễ là sao? Ê, đừng có bay lên trời, Tao lại mày, đừng có bay lên trời. Ô, mực khổng lồ. Ô, mực khổng lồ kìa. Ô, đóng thịt trên đây luôn. Wow. Và ở đây có một con mực khổng lồ. Ghê vậy. Nó bự vậy. Bự vậy. Ui dồi ôi, anh em nhìn nó kìa. What? What? Nó bự gì sao chơi? Nó bự gì sao chơi? Vậy. Bên nó toàn là thịt thúi được không? Cái gì thịt thà được không à? Bên mình toàn rau cỏ. Mà mình là bậc 300% kinh nghiệm, vậy là nó ăn nó càng tăng lên level nữa. Thì nó càng khiếp khủng nữa. Sao chơi? Trời ơi là trời ơi, bên đây làm gì có thịt. Bên nó đã kìa. Có rất hoài luôn. Ui dồi, đang ở bên khu vực của mình. Cái thằng khốn nạn. Mày ở bên khu vực của tao rồi. Trời ơi, mày biết cái khu vực này là của tao không? Bố láo mày. Đấm chết mỡ giờ.
biến, nó đang định xâm chiếm lãnh thổ của mình kìa anh em ơi. Thằng khốn nạn, ở cái con cá ngựa nó spam đây à. Wow, vậy là con cá ngựa nó spam đây nè anh em. What? Hết rồi, hết thấy rồi. Mẹ mình to quá không đi được trong đây. Mình dài quá rồi, bây giờ mình khó có thể nào mà quay lại được ở trong những khu vực mà chật hẹp, hoặc là bị nó cắn sau đít hay là cắn ngang ngược cũng không thể nào mà quay lại cũng câu nó được, cho nên cái cơ hội mình chết rất là cao. Mà một phóng là sao trời, một phóng quách giờ sao, một phóng đó, một phóng chết cũng rất hoài, phi với tốc độ cao, mà bây giờ một phóng mình cũng chưa chết nữa, cũng tôi cũng lộ nữa thì sao cũng rất hoài chết nổi. Ngay từ level 1 cái con nó đã nửa ngàn máu rồi, 500 mấy rồi, mà bây giờ nó lên cấp kiểu đấy thì thôi, mình nghĩ cái đó khoảng mấy chục cắn á, một phóng mà mấy chục cắn nữa mới chết. Chứ cái đề nghị mà một phóng một rất quay là không thể nào. Ý mình là nếu như mà mình tắt cái chế độ spam bot ngay từ đầu game á, mà mình không có để spam bot á, rồi mình, lúc khi mà mình lên level này nè, rồi mình bật nó spam ra là nó chỉ mới có level 1 thôi, thì mình giết nó quá dễ đi, phải không? Ui dồi ôi, cho nên giờ thật chưa. Ok, có vẻ như là nó đi rồi, nó đi qua lãnh thổ của mình rồi, bây giờ mình sẽ làm. Vừa nói lãnh thổ của mình xong, nó trở lại cái lãnh thổ nó bao lẹ luôn. Mình khá lớn rồi đó, không biết mình phóng một chết được cái con đó chưa ta. Chưa nghĩ là mình phi một phát mà chết được cái con đó đâu. Bự quá thôi, mình chơi liều không ta, mình có nên chơi liều không? Có khi mình chết luôn cũng nên á. Bự hoài, nhưng mà bây giờ mình không giết nó là nó cứ bự hoài luôn á. Ok, mình sẽ thử nha. Dạ mày nè, một ngàn mấy nha con, một ngàn mấy nha con, một ngàn mấy nha con, mức chạy. Ủa, chết queo rồi. Yeah. Mình không nghĩ là mình có thể giết nó trong một hit một, bởi vì cái con nó trâu quá. Nào hit một không, mình hit. Ý, thằng quỷ đó, một hit một đó, một hit một đó, mình giết lên cái con cá mình chắc. Ý, con biến mất dạy, biến cứu, nó cắn mình, mày nè, chết đi biết, mày nè, mình chơi nuốt đi con này, mày nè, buồn náo. Rồi giờ là coi như là mình hoàn thành nhiệm vụ rồi nha anh em. Mình không thể nào mà phóng mà chết được con cá mập khổng lồ được, nó quá trâu. Mà mình là bậc 300% thì nó lớn nhanh lắm, nó rất là to, và mình cứ to thì nó to theo vậy đó, cứ to là nó to theo. Cho nên là cái nhiệm vụ mà phóng một phóng mà chết con rác quay á, thì bây giờ mình đã làm rồi nè. Đây một phóng nè, một phóng rồi đã chết quái vật, nó chết rồi đó. Vậy là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Còn cái nhiệm vụ mà bực spam bot á, là cái đó là do mình tự nghĩ ra chứ bạn không có đề nghị. Ở đó mà dùng một phóng chết rất quay là đó, một phóng chết rất quay, chết quá trời luôn. Chết quá trời luôn. Mình thấy có con cá mập, một con cá mập như một con cua. À, con cua. Tao đang tìm mày đi biết. Mày nè, mày nè. To vậy. Không biết một phóng chết rồi con cua cũng đồ cho ta. Nào một phóng chết cua cũng đồ nha. Chưa chết nữa, châu mày. Wow, thấy kêu rất hoài nha. Cái con rất hoài nó hung hổ dữ nhỉ. Ý, con khốn nạn, ý, bị bay lên trời. No, bay xuống, rồi chết queo. Rồi xong luôn, coi như là mình đã hoàn thành nhiệm vụ và xong cái clip luôn rồi.
Ok, và mình đã xong clip. Các bạn hãy cho một like, một share, một subscribe để ủng hộ tinh thần của mình lớn hơn các clip khác và ủng hộ cho hai cái kênh của hai anh bạn mình luôn nha. Một kênh là cái cồn, một kênh là Music Tasia. Thì Music Tasia thì làm về các anime. Còn ông cái cồn thì tới tháng 6 mới làm YouTube lại được. Nhưng mà được cái là ông làm game rất là hay. Cho nên là nếu như mà các bạn đăng ký kênh ông nhiều á thì là có thể là tháng 6 này thì sẽ có người co-op chung game với mình. Ok. Và các bạn hãy ủng hộ hai cái đó thật là nhiều. Ok, bye.